Mùa cuối năm thì nhu cầu giao dịch hay chuyển tiền qua ATM cũng tăng đột biến. Để sử dụng ATM an toàn và hiệu quả hơn trong mùa cao điểm, bắt đầu từ tuần này, chúng tôi sẽ cùng chuyên gia ngân hàng gửi đến quý vị những thông tin cần lưu ý khi giao dịch tại ATM. Chuyển tiền, rút tiền qua ATM thuận tiện gì so với giao dịch tại ngân hàng? Kính thưa quý vị, thì đến ATM rút tiền thì chúng ta sẽ được những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là thực hiện cái giao dịch nó nhanh chóng và an toàn qua các cái xác thực tự động. Nếu chúng ta thực hiện ủy nhiệm chi thì mất thêm một ít thời gian để mà chúng ta có thể là đến ngân hàng bắt số rồi chờ đến lượt và thực hiện các cái giao dịch tại cái quầy. Thì so với giao dịch tại ATM thì chúng ta có thể rút được một lần có thể lên đến 10 triệu và chúng ta có thể rút được có thể vài chục cho đến 100 triệu tùy theo cái quy định của từng ngân hàng. Có phải chuyển tiền qua ATM không thể chuyển được số tiền lớn? Thông thường thì các ngân hàng có các cái dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt là các cái hotline. Thì nếu mà chúng ta gặp trục trặc hoặc là có những cái yêu cầu khác theo quy định thì chúng ta có thể liên hệ đến các hotline để được hướng dẫn. Thì các ngân hàng có thể là cho phép chúng ta rút nhiều hơn cái số tiền quy định dựa vào cái nhu cầu thực tế và có những cái hướng dẫn làm cái thủ tục cụ thể. Cần lưu ý gì khi chuyển tiền khác hệ thống tại ATM? Tại dịch vụ tại ATM thì hiện nay các cái tổ chức thẻ liên kết với các ngân hàng thì cho phép là khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng hay gọi là IBFT. Thì chuyển tiền liên ngân hàng này rất là tiện lợi, thì chúng ta có thể chuyển đến các cái số thẻ hoặc là cái số tài khoản của cái đối tác hoặc là cái người chúng ta cần chuyển, và chúng ta nhập vào cái số tiền nữa thì hệ thống nó sẽ thực hiện cái bước là kiểm tra cái thông tin của khách hàng coi có chính xác hay không. Thì bằng cách là hiển thị cái tên của cái người mà chúng ta chuyển, thì chúng ta cần kiểm tra cái tên chính xác là chúng ta bấm cái nút gọi là xác nhận thì giao dịch sẽ được thực hiện. Để tránh bị mất thông tin thẻ đó thì chúng ta hạn chế cho người khác xem cũng như ghi lại cái số thẻ. Đặc biệt là đối với các thẻ quốc tế đó thì chúng ta hạn chế là cho phép ghi lại số thẻ nè, ngày hết hạn nè và cái số ba cái số bảo mật phía sau gọi là số bảo mật thẻ. Thì với ba cái số thẻ đó thì có thể là thực hiện các cái giao dịch trực tuyến được. Trước khi đi chuyển tiền như vậy thì anh chị nên xem qua cái website của ngân hàng phát hành hoặc chúng ta xem tại cái hướng dẫn chỗ ATM. Thường các ngân hàng cũng có thể dán là cái danh sách ngân hàng được chuyển đến.